Chúng tôi đang tham gia lễ kỷ niệm 70 năm nữ hoàng lên ngôi. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng nhìn thấy rất nhiều chú chó Corgi đứng cạnh nhau sẽ rất vui vẻ. Chúng tôi cũng muốn ăn mừng nhân sự kiện này của nữ hoàng. Theo các cuộc khảo sát, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị 96 tuổi, vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, được nhiều người trên thế giới yêu mến, đặc biệt là những người lớn tuổi. Vào đầu tháng 6 tới, nước Anh sẽ tôn vinh đại lễ Bạch Kim với một loạt các hoạt động kéo dài trong 4 ngày.